Dạ, đầu tiên cho phép Hậu Nhân mến chào cả nhà thương đang xem trên kênh Hậu Nhân Vlog nha cả nhà. Mới đây cách 28 phút thì chị Hồng Loan cũng có chia sẻ một cái dòng trạng thái mà phải nói là chị phải nhịn im lặng đến ngày hôm nay, chỉ vì chị Ni nói với chị Hồng Loan là hãy từ từ để chị giải quyết cả nhà. Và cái dòng trạng thái của chị Hồng Loan như thế nào thì Hậu Nhân sẽ đọc cũng như là chia sẻ cho cả nhà mình biết và hiểu hơn, hiểu rõ hơn cái câu chuyện này nha cả nhà. Thì mới đây cách đây 28 phút thôi thì chị Hồng Loan có đăng một cái dòng trạng thái như thế này: em đã biết vì sao chị của em không cho em nói gì hết, im lặng mọi chuyện để cho chị lo suốt 2 năm nay. Từ khi chị bị hại đến hôm nay đã có đáp án. Con cảm ơn ba đã phù hộ che chở cho gia đình cùng hai chị em con, thương chị của em lắm. Làm tới cùng, mớm đồng hành cùng chị yêu. Đó cả nhà, một cái dòng trạng thái mà phải nói là chị cũng đã ẩn ý cũng như là chia sẻ cả nhà. Sắp tới đây thì có một cái sự việc mà phải nói là chấn động luôn cả nhà ơi. Ở trong đây thì mới đây thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị bình luận comment cho đây cả nhà. Thì Hậu Nhân sẽ chia sẻ cho cả nhà biết nha. Chính xác luôn em, chỉ cần trần để cả nhà. Trần Ngọc Nguyễn Đình, cả tem cộng đồng mạng 2 năm qua luôn ủng hộ mớm và Ni, không khoan nhượng, không nương tay. Đó. Chị Lê Thị Hương cũng có hạ tim này cả nhà. Chị Nguyễn Thị thương mớm. Chị Hằng Hoàng thương chắc em quá, làm đến cùng em Ni nhé. Đã rất là nhiều trái tim, nó rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Chị Sang Bồ bình luận như thế này: một mình chị Ni chấp cánh cho bay cao xa, cố lên chị. Phải nói những lời yêu thương được gửi gắm đến rất là chân thành và mình cảm thấy rất là cảm động luôn nha cả nhà. Phải nói là Quốc Vực anh cái bình cái trang Quốc Huệ bình luận thế này cả nhà rất là hay. Chị Ni quá tuyệt vời, thương hai chị em. Mới đó mà cả nhà nhờ xem rất là nhiều cái bình luận, phải nói chúc mừng cũng như là khuyên hai chị mình hãy mạnh mẽ lên, đáp trả lại với những người mà hại chị. Đây cả nhà, báo điện tử có đây là lộ thông tin hành khách đi máy bay, kiến nghị xử lý hình sự. Đó, cả nhà thấy ghê chưa? Bên đây thì báo pháp luật có để lộ thông tin khách đi máy bay, khách hàng có thể kiện ra tòa. Cả nhà thấy không? Báo pháp luật cũng đã lên, cũng đã có tiếng nói gì cái vụ này rồi cả nhà. Phạm Thị Thu Thủy bình luận thế này nha: có câu nói làm tới cùng và đồng hành cùng chị Ni thì cho thấy mớm của ngày hôm nay đã mạnh mẽ và quyết đoán hơn rất nhiều rồi, cố lên em nhé, cứ thế mà phát huy. Và nó đúng ra cả nhà, cuộc đời thì cho mình rất là nhiều cái bài học để mình học và mình trưởng thành nhiều hơn hay cả nhà, trưởng thành nhiều hơn. Nói chung đối với Hậu Nhân, đối với con cả nhà thì con cảm nhận được cái điều này khi mà con thấy được chị Loan đã chịu rất là nhiều cái vu khống, cái bịa đặt và cái nhiều cái chen ép, đè ép lên người con gái bé nhỏ, bản thân nhỏ bé phải gồng gánh, phải hứng chịu nhiều nỗi đau từ tinh thần đến cả đầu óc, nó vùi dập chị rất là nhiều và gây cho chị nhiều cái mà chị suy nghĩ quá nhiều, chị bị chết và chị bị bệnh luôn đó nha. Thật sự con quay chị Hồng Loan cũng rất là lâu rồi thì con cảm nhận được cũng như là con biết được chị là một người phải nói chịu đựng rất là giỏi luôn đó nha. Nói chung mà chị chịu đựng được như vậy á, là một phần là được chị Ni ở bên cạnh khuyên, động viên, vực dậy tinh thần cho chị Hồng Loan. Nếu như không có chị Ni thì chị Hồng Loan sẽ phải nói là không thể nào chịu nổi cả nhà.
Những lời nói của chị Ni cả nhà thì theo như em suy nghĩ, con suy nghĩ thì chị đã trải qua trường đời rất là nhiều và chị cảm nhận chua, cay, đắng, ngọt, bùi như thế nào thì chị đã hiểu được nhiều về cái lòng người nó ra sao và như thế nào cả nhà. Hiểu được cái lòng người và cách đối nhân xử thế với những thành phần, những loại người cả nhà. Đó, những thành phần, những loại người đã đến và hại như thế nào thì chị đã nhìn ra được và hiểu thấu được. Nói đúng ra cả nhà, nếu như cái nhà mình á mà theo dõi thường xuyên cũng như là thấy được chị Hồng Ni nhiều trong những màn hình ảnh nhỏ từ những anh em YouTube trước nhà quay chia sẻ cho cả nhà thì cả nhà sẽ biết được đó, là lúc mà đối mặt với những cái kẻ mà hung ác như thế thì chị sẽ dùng một cái phải gọi là cứng rắn để đối xử với người đó. Còn đối với những người mà phải nói là hiền, có tấm lòng tốt, sống không hại người thì cả nhà nhìn thấy vào ánh mắt của chị Hồng Ly rất là trìu mến, rất là dễ thương và cũng như là mang cho mình cảm thấy một cái cảm giác rất là trìu mến và cảm thấy mình thấy mình rất là vui cả nhà. Đó là câu chuyện nó như vậy đó cả nhà. Đó, hôm nay thì chính thức chị Mớm đã cứ mạnh mẽ lên rồi nha. Cả nhà thấy là chị Mớm rất là mạnh mẽ rồi. Đó, rất là mạnh mẽ ha cả nhà. Đây chị Lê Trọng An cái bình luận thế này: chú Năm Linh Thiên, hãy để tụi nó phải trả giá với pháp luật về việc chúng làm hại người, bôi nhọ, vu khống, đánh phá. Còn số đứa nào mà pháp luật chưa sợ tới thì luật nhân quả sẽ ngó đến. Hề Lê Tím đã bị nghiệp báo, thế sợ nên mấy đứa đòi dừng đời drama muộn rồi. À, nói câu chuyện mà dừng đời drama đó cả nhà thì mình nói đi nói lại ha. Thật sự là họ đã tham gia vào cái vụ mà cái người mà đưa thông tin của chị Ni đi ra bên ngoài cho nhiều người làm hại đến chị Ni. Và họ đã lên kế hoạch tại bên đó luôn, tại bên nước ngoài luôn cả nhà, để mà nhằm mục đích vừa quay phim lại và vừa vu khống để chị Hồng Ni phải bị hại bên Malaysia. Thì phải nói lúc đó là rất là nhiều cô chú anh chị rất là lo lắng cho chị Ni, thậm chí hậu nhân cũng vậy cả nhà, thậm chí con cũng vậy. Một người chị đang gặp bên ngoài đang rất là nhớ, rất là thương. Và ngày hôm đó thì mấy anh em cũng ra sân bay đón chị, nhưng mà không ngờ là chị bị nạn bên bản. Bị nạn bên bản thì cảm thấy mình rất là thương chị luôn, rất là thương chị luôn cả nhà. Nhưng mà mình không biết làm cách nào được. Thì bây giờ đã điều tra được ra được một người bán vé máy bay cho hãng máy bay đó đưa thông tin của chị Ni ra bên ngoài, thì cái hãng máy bay này phải trực tiếp, nói chung cái hãng máy bay này cũng phải chịu trách nhiệm một phần nào đó. Tại vì trước khi mà nó giao vé cho bán đi thì phải có một cái gọi là cái bí mật thông tin cá nhân của người khác, đúng không nhà? Cái thông tin của chuyến bay rất là quan trọng, đúng không nhà? Mà đưa chỉ vì những hộp bơ, hộp sữa mà đưa những cái thông tin đó đi ra bên ngoài để người ta bị như vậy và bôi nhọ người ta. Người thì đưa thông tin, người thì dùng những thông tin đó lên mạng chửi bới mỗi ngày, giống như là Thám Tử Lùng, đúng không nhà? Thám Tử Lùng thì lên mỗi ngày luôn, mỗi ngày chửi chị Ni là Ni Ma Cô, Ni Két Sắt, đi này thế này nọ. Mà anh ta có suy nghĩ kỹ được không, anh ta có đúng là người đúng hay không? Nếu như lắc đất nước Việt Nam cũng như là nhiều đất nước khác, họ pháp luật rất là nghiêm minh đối với tội phạm, mình phải triệt để từ lúc ban đầu để cho không ảnh hưởng về sau, đúng cả nhà, đúng không? Chứ đâu phải là có tội muốn đi đâu mà được, mà quay cho YouTube quay thoải mái, quay chia sẻ lên đâu cả nhà, đúng không nhà? Người ta đã có tội rồi, người ta sẽ không bao giờ dám xuất hiện lên mạng xã hội. Người ta đâu, người ta không phải đeo khẩu trang hoặc tập trốn, chứ ai đâu mà đi chơi khơi bên ngoài đó.
Cái đó là nhiều thứ nó dồn vô, một phần là bên dùng bên truyền thông chơi nè, làm nè, rồi đưa lên nè, nó sắp xếp sẵn luôn, có người quay phim lại luôn đó, quay phim từ xa, quay chị Ni đó, được hai người dẫn đi cái nhất. Và hồi hổm nghe chị nói, nghe nói được rằng là đã sắp xếp sẵn bản, biết được chuyến bay của chị, sắp xếp sẵn bản. Và đợt trước thì chị Loan có nói là những cái thông tin nào về Việt Nam đó thì sẽ báo qua bên nước ngoài để cho những người bên bản biết, và người ở bên nước ngoài này, người đó là ai, trùm cuối trong câu chuyện này là ai, cả nhà có nhận định ra được là ai hay chưa? Từ khi cái câu chuyện mà người anh rời đi, rời đi cùng cô chem chép, cô la le, thì mọi sự việc càng ngày càng lớn hơn. Nhận định như vậy không? Và một khi mà người anh này rời đi rồi á, phủi ơn phủi mõ như gà luôn, chỉ mang được một cái danh, một cái tiếng một thôi, là tôi sẽ đến đây, tôi sẽ bảo vệ cho con ba em tôi, mà đứng trên một cái vai mình chỉ là một người con nuôi thôi cả nhà. Đó, người con nuôi thôi, mà đến lúc đó, được mấy bao nhiêu thời gian đâu, thì không còn ở bên người con gái mình, con gái cô có sĩ ưu tú lên nữa. Có nhiều cái bình luận nói như thế này, phản thầy phản bạn đó. Chơi với bạn đó, thì hại bạn đó, thầy đã giúp đỡ cho mình lên thành một người phải nói là có tầm, nhiều người biết đến, mà bây giờ thầy mất rồi đó, quay qua hai con gái của thầy, một người đó mình không thể nào mà nói được, vừa bất nhân vừa bất nghĩa luôn. Sống như vậy á, thì mình cảm thấy không được, không đáng để cho người đời tôn trọng, đúng không nha? Bây giờ thì những bầu xô cũng đâu ai mời đâu, tại vì khán giả yêu thương một người nào đó thì người ta yêu thương từ cái tính cách, cái tính tình, cái tâm hồn mình có tốt hay không. Còn nhân cách của mình đã bẩn rồi thì ai mà thương được nữa, đi hại người không à, còn mình hát ai mà nghe. Đa số những cái lời hát, những câu từ thì sẽ chạm vào lòng người đó, những câu hát làm cho ta cảm động mà cái lòng của anh nó ác quá thì làm sao ai dám nghe, đúng không cả nhà? Đó, ai dám nghe đó, thì theo như cả nhà cảm nghĩ thế nào? Bây giờ cô, giờ anh ta theo cô chăm chép cô le này, thì bây giờ cả nhà mình cứ suy nghĩ đi, cả nhà mình suy nghĩ cái câu chuyện này, thì cái cô le le này cổ là một người phải nói là thù ghét hại bạn rất là nhiều. Cái tính nết của cô le le này phải nói là rất là hung dữ, rất là hung dữ. Một khi mà không vừa ý của cô ta thôi là cô ta chửi không còn gì hết. Bây giờ cái người anh này lúc mà đứng ra bảo vệ cho người em thì phải nói là xô chạy không kịp, và bây giờ cả nhà cảm nhận đi, không còn cái xô nào luôn, và livestream bán hàng không ai coi luôn. Livestream bán hàng mà chỉ vô một cái góc, một cái xó nào đó đó để mà ngồi livestream, để ngồi bán hàng, ai mà coi, ai mà mua? Tại vì anh sống hai mặt, anh nói láo nói xạo, anh xảo trá quá, thì những sản phẩm của anh đưa ra có đúng là như anh nói hay không, hay là anh nói tốt 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 đó, rốt cuộc rồi có thật sự là tốt hay không, như cái cô vợ của anh, đúng không? Như cái cô vợ cả nhà mình nếu suy nghĩ, cô vợ á, lúc mà đến với chị Hồng Loan thì bộ mỹ phẩm bán mười mấy triệu đó, khán giả mới hỏi tại sao mà livestream lên lại bán rẻ, mà lúc mà không livestream thì không mắc, thì nói lại thế này. Ủa cả nhà mới kêu á là like thì có những cái đặc quyền nó tốt hơn, nhưng mà tốt hơn cũng rẻ vừa vừa thôi, đâu mà rẻ dữ vậy, đúng không nhà? Có thể là mình rẻ một mức độ nào vừa phải thôi, mình đừng nên tráo trở quá. Như thấy đơn giản gì không luôn, một bộ mỹ phẩm của chị bán 300 mấy, TikTok hỗ trợ thì cũng chỉ mấy chục ngàn hoặc 100 ngàn thôi, chứ đâu có thể nào mà bán mười mấy triệu mà giật xuống cái còn có 2 triệu mấy, khi có triệu mấy cho đâu mà giảm đầu tới mười mấy triệu bây giờ, đúng không cả nhà? Còn nhà cái nhà hay có đúng không, cả nhà thấy cái câu chuyện này nó sai sai chỗ nào, đúng không? Một khi mà hết đời ra mà hết theo bảo vệ gì ông Loan rồi, cái này phải gọi đúng ra là đến đây vì mục đích đó, lợi dụng khán giả yêu thương chị Hồng Loan, sẵn nó yêu thương luôn mình, mà bán cái giá trị nâng lên quá cao,
có nhiều khán giả nói chuyện với Hậu Nhân đấy, trời ơi hồi trước chị mua ủng hộ mà giờ chị chắc đầy trên tủ lạnh đó, chị chưa có xài tới luôn. Nhà thấy không, mỹ phẩm gì mà bán kiểu đó. Từ ngày người anh này đi theo cái người này, có nói ta nói đó, gần đèn thì sáng, gần bùng thì nó đen. Người ta thường nó có nói nữa, đi với Phật thì bằng áo cà sa, đi với ma thì bằng áo giấy. Bởi mình nói đúng ra mình chơi với người tốt thì mà tính tình mình sẽ tốt, mình chơi với những người mà hại người thì mình phải đi theo mình hại người. Người ta là người thứ nhất là hại, là mình người thứ hai. Mà chơi với những người bạn thành công, năm người bạn thành công thì mình sẽ là người bạn người thành công thứ sáu. Mình ít hơn, mình ra ít lâu hơn, mình ít hơn, mình kinh nghiệm ít hơn thì mình cũng sẽ thành công giống bạn mình thôi. Nhưng là mình cũng đã thành công trong những nhóm bạn chịu khó làm ăn, đúng không cả nhà? Thật sự Hậu Nhân đi ra ngoài đường, có đi ra ngoài đường cả nhà, con rất là chịu khó học hỏi những anh em xung quanh. Mình cảm thấy nào đúng nào hay mình làm, mình học hỏi anh em để mình cải thiện bản thân mình nhiều hơn. Như làm cái nghề này cũng vậy cả nhà. Đó, đâu phải tự nhiên mà biết cách làm, biết cách đăng video, biết cách tải video đâu, cũng phải học hỏi anh em chị. Cái nhà hay nghĩ làm YouTube đơn giản, không phải đơn giản đâu. Cái nhà mới đầu tạo cái kênh, xong rồi á quay xong rồi đăng lên, rồi làm mình thumbnail, rồi làm chữ, rồi làm tiêu đề đó ở trên, rồi làm mô tả ở dưới, nó rất là nhiều giai đoạn luôn mới lên được một cái clip cho cả nhà mình xem, chứ không phải là nói là làm được liền đâu, đúng không cả nhà? Có nhiều anh chị làm rồi anh chị sẽ biết thật này là chơi tất tay với những người này luôn đó cả nhà, không quá hay cả nhà ơi. Ngày hôm qua thì chị Ni thì cũng có chia sẻ đó, mình sẽ coi mở chị Ni đây cả nhà xem là đó, những cái thông tin đó của chị Ni đã đăng lên hôm qua, mình sẽ đọc lại cho cả nhà nghe ha. Đại lý bán vé máy bay cũng vui nhỉ. Đó, cái tên tiếng Anh nha, Ni, trong khi tên thật là Ni, và cái thật của Ni là Nguyễn Thị Minh Thái, cái thật của Ni là Nguyễn Thị Minh Thái, phản hồi cho khách hàng bằng tên tên khác cả nhà ha ha ha. Rồi nói ngày 14 tháng 8 2024 có người đăng lên tôi bị gì ở sân bay, tự nhiên tôi đặt vé ngày 15 tháng 8 2024 mà đặt tên là Võ Thị Minh Thái. Nhân viên kỹ thuật hay nhân viên trực tuyến đã tạo một đường link để bắt tôi nhập mật khẩu, sau đó nắm bắt tất cả thông tin chuyến bay của tôi sau ngày 22 tháng 7 2024. Nếu một đường link lạ tôi sẽ không đề phòng, tôi sẽ luôn đề phòng, nhưng đây chính là tin nhắn từ tổng đài đại lý vé máy bay. Vậy tại sao mình muốn theo dõi tôi, tung tin thông tin chuyến bay của tôi ra bên ngoài để báo thông tin cho ai? Đó nha, những cái phải nói nè, đó, những cái mà người ta gài vậy đây nè cả nhà. Đây mình lấy thông tin của chị. Có nhiều người phải nói đúng ra những cái thông tin này là mình không nên đưa ra bên ngoài, tại vì nếu như mà chị Ni có gặp sự cố đó, đúng là gặp sự cố luôn, bị người ta hại luôn đó. Và tại vì nói đơn mình chỉ ví dụ nha, một người cấp cao của đất nước nào đó mà họ đi lên một cái chuyến bay đó mà đưa thông tin ra như vậy thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, đúng không cả nhà? Chỉ bây là giờ mình, cái câu chuyện này chỉ mới đang nói là chỉ là người dân bình thường thôi đó, mà đang nói câu chuyện này thôi, còn giống như là những người làm chức vụ cao hơn nữa thì làm sao? Cái này thì nói chung là mình cũng không thể nào mình đổ vỏ lỗi hết lên cho cái hãng máy bay được, tại vì những cái người bán vé máy bay này là nói chuyện và nhận tiền ở bên ngoài đó. Nhiều khi họ nhận những cái hộp hộp sữa bên ngoài chuyến bay máy bay á, thì theo như cái nhà nghỉ cái hãng máy bay thì sao, ở máy bay thì
họ rất là khó, rất là kỹ, tuân thủ pháp luật. Còn những cái người này giống như là ham bà bơ sữa nhiều quá đó, để đưa thông tin bên ngoài, nhưng mà không ngờ núi này cao còn con núi khác cao hơn, đúng không nha? Đó, không ngờ đợt này gặp đúng chị Ni. Chị Ni thì không có nhân nhượng được, phải làm cho gan ngô qua phai. Thì sắp tới đây cái nhà biết được thì sẽ rất là nhiều chuyện sẽ xảy ra, nhiều người sẽ lộ ra cả nhà. Đó, tại sao là hại chị Ni, dòm chị Ni vào cùng để làm cái gì đó, thì cả nhà mình sẽ biết ha. Đó, cảm ơn cả nhà rất nhiều đã xem hết video của con. Tôi xin chân thành và đại thành cảm ơn cả nhà, rất mong cả nhà đăng ký ủng hộ kênh Hạo Nhân Vlog. Dạ thì xin chân thành và đại thành cảm ơn cả nhà nhé.